quy trình quản lý. Trời ơi. Một số các loại cơ bản, đây có lẽ là một trò đùa mà đồng nghiệp của cô gái này đã dựng lên để cho cô ta gặp họ. Không phải, bạn nghĩ sao về khán giả thuyết trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn sau khi theo dõi hết video này nhé. Xin cảm ơn. Để tắt nha. Đúng hết không? Coi BB trắng nha. Hả? Cái gì cũng đòi hết. Trời ơi, coi cái thứ gì trời. Mọi người ơi, ai đang xem không mọi người à? Nhìn chung xa ai còn vương vui sâm hồ, mà nơi đây bông dừng bước veo dấu. 50 cây vậy? Mày đang bán hàng. Ở đây có. Ừ. Ở đây có bếp lò. Và nơi đây có muôn xin lòng. Cùng nơi đây anh đang chém xây mộng kết tâm. Chào Liên Thùy. Chào mọi. Cái gì con? À con chào mấy cô hả? Ôi, có đồ bông đẹp quá mấy chị. Đồ bông bằng silver 925 nè mấy chị nè. Xuất sắc, trai luôn. Đẹp quá mấy chị. Làm ăn được cho nên trung thủy. Yeah, yeah.
thử mà bán mà không có lời như gấu bông, mà bán mà cực cái thân quá là đâu có, là bỏ lâu rồi gái ơi. Món này ổn, nhẹ nhàng mà dễ, mà nói chung là kiếm ăn cũng được khá khá. Một đôi bông silver 925 anh chị ơi. Đây, đây là viên chai thật ha. Đây là mấy viên chai, hai viên chai thật. Đôi bông này khắc ở đây nè. Đấy. Rồi đôi bông này ai lấy em để cho mọi người là 200, lên giúp em mã 200. Nó là bằng bạc đó mấy chị, bạc giật đó. Đi mà trà bóng là nó sáng bon lên nè. Đây 200 ai lấy lên cho em ạ. Ừ vô chị cho đầu hàng. Chào chị Hiền Nguyễn. 200 ai lấy lên giúp em mã 200, có hộp như thế này nha. Chai này của Takashimaya đó mấy chị. Cái gì con? Ờ mẹ ăn hả? Con em con chị nó bán bắp cho chị ăn. Ngập 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 ngập. Chai này là chai Takashimaya nha. Đấy, mẹ đây mẹ bán hàng không bán nữa. Đó ai lấy thì lên giúp cho em mã 200 nha. Siêu đẹp luôn. 200 mấy chị nhá, 200. Nhìn chung sao ai còn vấn vương sông hồ. Chai nè mọi người, chai nước ngọt. Dạ, tắt cái thông báo. Ấy vì quá ngu si nên là anh đốt đi ngôi làng. Vì quá ngu si nên là anh đốt đi ngôi làng. Vì cái tương lai nên là anh đánh lòng đốt đi. Đây mấy chị, chai. Chai này chai nước ngọt. Cái này có set vòng tay nữa. Đấy. Ai lấy nguyên một bộ 500 nha mấy chị, có cái vòng tay nữa. Nè. Chai ngọt nhưng mà nó tròn và nó ít tiền lắm. 500. Bánh mì đây, ai ăn bánh mì ăn nha. Rồi. Có luôn vòng tay nha mấy chị, và có hộp hộp như thế này. Hộp như thế này. Đây 500. Ai lấy lên giúp em mã chai. Mọi người ơi, chấm chấm bài giúp em với nha cả nhà. Trời ơi dạ. Vì quá ngu si nên là anh đúc đi nhà. Đúc anh là xe. Nhằm có tội người nhà. Ừ trời ơi nhiều quá. Quá lỡ tội nè. Ừ. Hộp này hộp gì vậy? Chào Mang Nguyễn. Ô. Một ngọc bích nè mấy chị. Ngọc bích tự nhiên nha cả nhà ơi. Ngọc bích đây. Ngọc bích này mấy chị có thể về làm thêm một cái vòng tay nữa nè. Vòng cổ bấy nhiêu thôi. Mình phối thêm làm được một cái vòng tay nữa. Mua cái này là lợi lắm luôn. Làm một món quà cho ba, cho mẹ mình cũng được mấy chị. Ngọc bích. Dạ mai con mua cái món quà đó cho mẹ nha. Cảm ơn con. Ngọc bích này hơn 8 ly ha. Rồi. Bích này ai lấy em để cho mọi người là 500. Ngọc bích tự nhiên nha mấy chị. 500. Lấy lên giúp em mã 500 nha mọi người ơi. 500. 500 mấy chị. Ai lấy lên giúp em mã 500. Vì quá ngu si nên là anh đốt đi ngôi làng. Giá tương lai. Gì em? Ghim áo mà. Cái này mấy chị, cái này á mình có làm cài áo điểm nhấn được nè. Mình ấy túi lại cái túi áo mình đó, để khi mà đi chợ thì không bị móc túi là hai nè. Cái gì vậy mẹ? Cài áo. Rồi khi mà áo hở mình cài là ba nè.
em bán một set như thế này, ví dụ bán 10 ngàn một cây á, nhưng mà em bán một set như thế này cho mấy chị 25 ngàn, 25 ngàn bốn cái này nha mấy chị, 25 ngàn bốn cái cần lắm mấy chị ạ, cần lắm. Đi đâu bung cái nút mình có, mình bỏ túi mình á, mình bỏ vô túi xong cái mình lấy ra mình rài lại vẫn được. 25 ngàn một set, một set bốn cây nha mấy chị. Rồi đây, ai đây, để im cho mẹ bán hàng. Ủa có cái gì vậy, đưa đây coi, đồ ở trong đó đâu rồi, đưa đây coi, mấy chiếc bông ở trong đó đâu, đưa đây coi, mấy chiếc bông đâu. Trời ơi là trời, ở đâu ra vậy? Rồi nó ăn chậm đâu anh. Có sĩ nha, có sĩ nha em ơi. Rồi em có một cái này Blue and White, cái này là để đựng thẻ mấy anh chị, đựng card visit, đựng thẻ, đựng cái gì, đựng đựng thẻ ATM, muốn đựng gì đựng ha. Đây mới tin luôn, ai lấy lên giúp cho em mã 30, mã 30 nha mấy chị, mã 30, mã 30 nha mọi người ơi, mã 30, ai lấy lên giúp em mã 30. Trời, cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, tới trời, tới trời, vì quá ngu si nên là anh đốt đi rồi nè. Ủa cái hộp viên ta, cái hộp viên của mẹ đâu rồi, đưa cái hộp cho mẹ coi. Con có lấy cái hộp nào của mẹ không? Có một cái hộp đây rồi, xin lỗi con. Trời, cái hộp đẹp quá mà nó cũ quá. Trời ơi, cái hộp nè, đẹp không mấy chị? Đẹp. Trời ơi, mẹ khen con, mẹ khen, ôi, con vịt pha lê. Con vịt pha lê hả, cho mũ quá. Bãi, gói xuống bãi. Xíu thôi. Đây, rồi đưa đây. Rồi đưa đây. Ở đây em có một cái chuỗi, chuỗi niệm mấy chị, bằng đá thạch anh đen, cực kỳ mới luôn mấy chị ha. Cái này mà mua mình tặng cho mấy người lớn tuổi mà bên đạo Phật á, quý lắm mấy chị ơi. Và cái hạt đó là, cái hạt nó là rất là to luôn nè, cái hạt đó là 12 ly, còn cái hạt chủ của nó, viên chủ của nó là 16 ly mấy chị. Thạch anh đen ha, cái này mới, cực kỳ mới. Cái này em để cho mọi người 150 ngàn, là em bán với cái giá chuỗi niệm á, em bán với cái giá chuỗi niệm mà 150 ngàn. Mấy chị chốt lẹ, chốt lẹ nè, nó đẹp lắm nha. Đây có bị ẩn không, không thấy ai nói năng gì hết. 150 ngàn, ai lấy lên giúp em mã chuỗi 150 chấm chấm bài cho em nha mọi mấy chị. Ừ đẹp, rẻ quá, rẻ luôn mấy chị. Về mình làm vòng tay cho nam đeo cũng được nữa nè. Cái này ở shop khác bán bèo nhất là phải 300, em bán có một nửa giá thôi, 150 ngàn. Ai lấy lên giúp em mã chuỗi nha, xuất sắc, xuất sắc lắm mấy chị ơi. Ở đây em có một cái vòng thạch anh vàng, thạch anh vàng là cực kỳ hiếm mấy chị. Ai mà ăn kim chốt mà mấy chị, thạch anh vàng nó gì vậy, thạch anh vàng nó hiếm hơn, nó hiếm hơn mấy cái thạch anh khác mấy chị. Màu vàng nào mà ăn kim ha. Rồi cái chuỗi này ai lấy lên giúp cho em mã 350. Chơi tắt hả, không có mở lớn nha. 350 mấy anh chị,
350 cái này nữ đeo nha mọi người. 350. 8 ly mấy chị nhá, 8 ly. Ra ngoài tiệm vàng tiệm bạc mua cái này là phải 850. 800. Cái này nó mới, nó đẹp dã man luôn mấy chị ơi, nè nhìn nè. Đó, em bán 350 cái vòng thạch anh vàng, vòng tay thạch anh vàng này nha. Ai lấy thì lên giúp cho em mã 350 mấy chị nhá. 350. Kim biên. Có em ơi, chai nè. Chai bộ này có thể tặng cho cô giáo nhân ngày vào đâu á, đưa tính ra. Đưa cho con. Nè em nè. Cái vòng cổ nó thôi. Đi ra. Cho cô giáo con. Từ từ, cô giáo của con để mẹ tính. Chai bắp nè. Chai bắp này của cô giáo, còn cái mấy cái vòng. Vòng tay. Luôn. Đó. Nguyên cái hộp như thế này em để cho mọi người nguyên một bộ như thế này này, chai nước ngọt nha. 500. Ai lấy bộ lên giúp cho em mã bộ, bộ 500 ha mấy chị. Bộ 500 gồm một bông tai, một vòng tay và một vòng cổ nha. Bộ 500, bộ 500 lấy thì lên. Mã bộ giúp em nha mọi người ơi. Mã bộ. Đây là cái gì trời ơi. Trời ơi, để cái hộp thiệt là xịn sò. Gút này nó bằng đá ha mọi người. Đi gút này bằng đá. Nó luôn cả cái hộp nè mấy chị, 50 ngàn lên giúp cho em mã gút. Mã gút 50, mã gút 50. Mã gút 50. Chi gút này 50 ngàn nha mấy chị. Mã gút 50. Chị có quen một cái bộ hả cọ với lại màu nước đó. Liên Thùy nhỏ con gái của em nó còn hả bán. Nó còn học vẽ không? Nó còn cần không? Cô gái mã gút 50. Cái gì? Thấy có cô. Gút 50. Ai lấy gút mình giúp em mã gút chào. Văn Trần Thi, Trần Thi Văn. Ồ. Ồ. Cái bộ đó mấy trăm á. Ngọc Lam. Chào chị. Hả à, chị. Chị đổi hình nền đại diện hả? Có đó không em xem với. Đâu ta? Không có nằm ở trong ấy rồi. Có gì chị sẽ đưa cho em chụp cho em xem sao. Nằm trong kẹt rồi chị khó lấy quá. Thì bữa vô đây nhậu chị bán bia bon cho. Cái này là thạch. Chị Văn Trần Thi, chị đổi hình đại diện đúng không? Cái này là thạch ấy gì? Ngọc Lam phối pha lê vàng phối với lại san hô tươi nè mấy chị, san hô tươi mà còn cắt giác nữa. Văn Trần Thi. Đó, xuất sắc cho mọi người ơi. Nó đẹp lắm nha mấy chị, san hô tươi huyết tươi nè. Cái này là người ta chưa có qua xử lý, chưa có qua nó chưa có hóa ngọc, nó còn là nguyên thủy nè. Đấy, đẹp quá à. Là người ta cắt giác nè. Rồi, cái sợi san hô tươi này em để cho mọi người là 550. 550 mấy anh chị, 550. Quá đẹp xuất sắc luôn. 550. Đừng có tháo cái nó ra. San hô đen chị chưa có em ơi. San hô đen mà 12 ly chắc nó nằm độ nằm ở 800 một triệu. Có đó em, như vậy. Pha lê giả không chị, pha lê thiệt luôn đi nè, có mắc hơn đâu. Có mắc hơn mắc đâu mà mắc tiền mà phải lấy pha lê. Lấy pha lê giả làm chi. Nè cái dây này nó đang bị đứt mà làm biến sâu nè, pha lê thiệt nè. Em lấy về em sâu đi, sâu mà làm ra được vòng tay là làm được tới mấy vòng luôn á. Nè, cho con bé mấy con bé đeo phải không. Pha lê thiệt nè.
về từ sau đó, để cho em để cho em 60.000, nhưng mà sâu ra là được cái mấy vòng tay luôn á, nè một vòng nè đó, một vòng là thành ba vòng hết chưa, bốn vòng, nếu như vậy là thành bốn vòng tay nè, thấy không, nếu như cái này nó thành năm vòng tay luôn. Trời ơi, không cần thiết phải mua vali giả đâu, mua đồ ấy đâu, mua nhiều về bán hả? Cái mà đá hoặc là vòng cổ rồi gì, vòng tay thì chỉ không có, chỉ có chuỗi không à, chuỗi nhựa rồi gì vậy nè em nè, đai cườm như vậy nè. Như vậy nè đó, chị đang có một cái lô như thế này, nó nằm tầm một bịch như thế này nè, à bán con nít đồ gì đó hả, thì lấy cườm về sau bán nè. Con nít, con nít cho mua ký đi, mấy này bán ký cho em nè, 350 một ký hoa hồ mà về ấy. Có gì em bốc, cái là nó thuộc về cái kinh nghiệm rồi chị ơi. Nó thuộc về cái kinh nghiệm. Ôi trời 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 trời. Chơi đồ của con đang bạn quá đẹp rồi. Không đồ của con đưa cho có cái màu hồng trên đầu mẹ rồi. Ừ, đi ra chỗ khác đi, mẹ bán hàng. Bộ đồ đẹp là cái nào? Là cái đồ đẹp. Bỏ xuống. Cái đôi đồ mắt này mày tắt cái tivi cái coi. Đưa cái đồ mắt đây. Chà nó. Cất vô đi, đừng để mà lấy cái cây mà đánh cho một trận nha. Đi đó, chị đang cầm bao nhiêu? Đi đá nào em ơi, bồi gì đi chỗ khác, không có biết. Biết nhà là sao? Không, bạn đồ đó đẹp rồi, không có xấu nữa đâu. Đôi đẹp đâu? Bên nhân nè. Đi chỗ khác. Cái người sao quá. Xong rồi kêu ai nói đồ đó mà đẹp đó, thì ai mà muốn còn bạn đồ đẹp thì kêu vào đó đi mua cho con đi. Giờ mẹ đang bận rồi. Hồi cái này mẹ mua. Mẹ kêu im nha. Hồi nãy mẹ mua, nãy mẹ mua là mẹ để ra sao mà không quấy hả? Đồ đó nó còn ướt, mới giặt chưa khô. Giặt rồi không? Chưa có khô. Nãy mẹ nói là khô rồi. Đi chỗ khác. Mày đưa cái cây ấy, mày đi vô. Đánh cho một trận bây giờ. Mày đưa cái cây quay của mẹ. Đưa đây. Cái này à? Nó băng vô mẹ. Mày mày đặt vô. Nó băng vô mắt của mẹ. Mày giỡn mặt với con á. Đẹp chị ơi. Được rồi, im lặng. Không kìa mẹ không? Đâu có ai kìa mẹ không? Không có chị mẹ hết. Không có chị mẹ. Cái này hả? Mấy này không có là đá đâu. Này nhựa, cái này mới là đá nè. Cái này là san hô trắng phối với lại cái này là ngọc. Ngọc bích nhỏ nè mấy chị, nhỏ xíu luôn á. Nhỏ nhí gì nhi luôn á. Nhỏ ý gì y luôn á. Bích gì mà nó nhỏ 3 ly mốt. San hô thì nó 4 ly tư. Rồi, cái khóa nó đây, cái vòng này. Đây. Cái này để cho mọi người 300. Ai lấy lên giúp cho em mã 300. 350 một ký. Cân cho em 4 ký. Không em ơi.
Đó là mấy cái dây thời trang thôi, chứ không có đá cho nó đâu nha. Trời ơi, đá mà 350 một ký chắc chị chết quá. Chỉ là mấy dây thời trang thôi, cưng hết. Đây nè, chị có nhiều đâu, chẳng qua chị soạn ra. Chị soạn cho khách từ con bọc vậy nè. Chị bán vui, bán cho nhỏ em vui vậy thôi chứ. Chứ đâu có nhiều đâu mà. Đâu có nhiều đâu mà để cho em 4 ký. Cái này có vài ký à. Là đang giới thiệu cho nhỏ em nó bán vui thôi chứ chị đâu có bán cái này. Hàng bây giờ đấu nó không có đâu, hiếm lắm cho nên hả, để bán lẻ lai ra, bán lẻ lai ra. Còn nhỏ em nó đang hỏi gì đó, bán cho mấy đứa nhỏ trẻ em thì chị mấy cho nó thôi, chứ còn chị đâu có bán cái đó đâu. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi em ơi, Lan Ngọc ạ. Một cái nhí hả, dây nơ nè mấy chị. Một cái dây chuyền nơ nè. Còn như mà em muốn lấy sỉ thì em inbox cho chị đi. Có lô đá, lô này lô nọ. Chứ còn cái dây thời trang mỹ ký thì không có nhiều để bán đâu mà. Chị đâu có đấu lô lộn xộn đó nữa đâu, ngồi gỡ đau lưng lắm. Mặn lắc lắm hả? Rồi, em để cho mọi người mã nơ 30.000, nơ 30, lắp la lắp lánh, nơ 30, nơ 30 mấy anh chị ạ. À, nơ 30. Nơ 30, 30. Ê, con bướm đẹp dữ vậy. Trời ơi, con bướm đòi mồi nè mọi người ơi. Ủa sao hôm nay khách của tôi đi đâu hết trơn rồi? Khách của cô đi vậy, của khách để bán rồi. Phải không? Vậy là không ai mua nhà Phú rồi, Phú chuẩn bị đói hả? Phú chỉ không đi học được luôn. Ừ, con không có tiền đi học. Con bướm đòi mồi nè, cũng có bị dán gặm siêu siêu đây nè mấy chị nè, thấy không? Ai lấy bướm lên giúp che mã bướm. 70.000 mấy anh chị. Con bướm này đòi mồi, dây cút bướm nè. Đó, bướm này bằng đòi mồi nha, mà con bướm đòi mồi mà bán có 70.000 mọi người. Chốt đi mọi người. Em nói thật luôn á, quá rẻ luôn. Mà để chơi cũng được á, không cần phải đeo luôn. Đòi mồi á, đòi mồi chuẩn nha mọi người, dán gẫm đây nè, thấy không? Ừ. Ai lấy bướm lên cho em mã bướm. Bướm 70. Mạng sao mà em không coi được. Chết luôn á, chị cũng biết luôn. Ô, chai nè mọi người ơi. Mẹ, cái này nó không có xài được. Được đây. Mà mấy cái hả kia đâu nữa rồi, đưa đây. Mấy cái đầu kia đâu, đưa đây. Ừ. Chai nè mấy chị ơi. Chai này là chai trứng nè, mấy chị nhìn giùm em nè. Cái... đưa cái gì? Mấy chị nhìn giùm em, nó bóng, nó đẹp cỡ này luôn. Cái màu... cái màu của nó là màu ánh ánh vàng vàng nè mấy chị. Đó, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Màu ánh vàng vàng nè. Đẹp chưa? Tính ra cái này là được 4 dây á. Này ai lấy, em để cho mọi người 600 nha. 600. 600 em cứ like ha. Rồi khi mà mấy chị mà coi lại like rồi muốn chốt thì chốt ha. 600 nha mấy anh chị. Khách của em toàn bận phải coi lại like không, cho nên tất cả các mặt hàng em đều lên 600. Ai lấy lên giúp em mã 600. Ôi, một con ếch cài áo hiệu gì đây? Một con ếch cài áo. Monet. Hiệu Monet nhưng mà ở đây nó bị ấy, nó cũng miếng uổng ghê, đẹp dữ trời. Đẹp dữ trời. Ở
có nhái đâu mẹ. Có cái chiếc que quỳ rồi. Cho em xem chai. Chai to đi chị. Chai hả? Cái hộp chai của tôi đi đâu rồi? Chai đây em ơi. Chai đâu rồi trời, cái hộp chai đâu mất kêu rồi. Đây. Em tìm chai mấy phân, mấy ly em ơi. Chai hiện tại chị chỉ có chai màu trắng thôi nha. Đây. Đây em ơi. Đó. Chai nước mặn nha. 9 ly. Nè. 6,5 triệu em ơi. 9 ly 65600 chốt rồi lên giùm cho chị mã số 65 nha. Đây em. Đẹp lắm. Bóng đẹp. 6500. Chốt cho Quyên Lê. Quyên Lê 6500. Quyên Lê ơi, inbox lại chị nha. Inbox lại cho chị nha, 6500 chốt cho em nha. Nè. Trời ơi, cho cứ đi kiểm định. Đi kiểm định nha. Chị sẽ tặng luôn cái sợi dài này và hoàn tiền lại cho em luôn. Trời ơi, mua của người ta bao nhiêu lần là tiêu chuẩn hay không chuẩn. Ủa, cái bọc nó. Sao mẹ buồn mãi vậy? Hả? Mẹ buồn vậy? Mẹ đâu có buồn, tại của mấy cô không tin mẹ, cái mẹ buồn. Mẹ quay cho. Em bắt lại chị nha. Rồi, ok, thấy em rồi. Trời ơi, nó toàn mua chai nhà tôi không mà bây giờ nó hỏi tôi là chuẩn không. Chắc chị quýnh em quá, quýnh em không còn miếng mảnh giáp quá. Mai cũng muốn mấy cô. Rồi, một cái sợi dây đồi mồi nè mấy chị ơi. Siêu bóng, siêu đẹp luôn. 150, ai lấy lên giúp em mã đồi mồi 150. Đồi mồi 150. Chuyện gì? Thạch anh trắng nè. Thạch anh trắng. Ai lấy trắng lên giúp em mã trắng. Trắng. Ha, trắng này 200 nha quý vị ơi. 200 em sẽ làm mấy móc khóa lại cho nó gớt mất một bên này. Nè, đá thạch anh nha mấy chị, 200. 200, ai lấy lên giùm em mã đá 200. Mạng chị lắng quá. Ừ. Không biết sao. Phú ơi. Em xem chiếc nhẫn xanh yên ngựa. Đây hả em ơi? Vừa tay không? Xây số 9 luôn. Chiếc này bán 200 đó em ơi. Cẩm thạch. Xây này xây to nha. Cẩm thạch. Bán 200 nha. Lấy thì lên giúp cho chị mã 200. Mã 200. Dây huyết áp điều hòa huyết áp nè mấy chị. Mình có thể về mình làm vòng tay mình đeo. Dây huyết áp thì cái công dụng của nó là điều hòa huyết áp nha. Đó, đây. Cái này làm vòng cổ, còn nếu mà làm vòng tay được tới 2 vòng lận, 2 vòng có dư luôn. 150. Lấy lên giúp em mã huyết áp 150. Huyết áp 150. Đây. Huyết áp 150. Hằng Ngô, em có dây ngọc trai màu hồng không? Dạ em không có dây ngọc trai màu hồng. Em có gạo, có bắp, có chai ngọt thôi à. Có đường chai dây khui ra, có đường dây chai nước ngọt nãy, có đường chai mặn nãy bán rồi.
huyết áp chốt cho bé Luli. Trời ơi, bé Luli nè, huyết áp chốt cho bé Luli 150 nha. Mới tin luôn, nhìn soi cái mặt của chị Dừa luôn nè em nè. Vẫn còn một sợi nữa, hạt nó to, hào dạng hạt đuổi, cũng 150 luôn nha. Nè, cái này đẹp hơn nè, mà cũng bán 150 luôn. Lấy lên cho chị mã tròn. Mã tròn. Trời, đeo huyết áp cho nó tốt mấy chị ơi. Mã tròn. Mã tròn nha. Mã tròn. Em có một cái sợi dây gớm. Hai luôn, chứ phải một nữa. Yumi Katsura gì. Em có hai sợi dây gớm. Đây, một sợi dây gớm này. Mình có thể mấy cái màu sắc này đó, mình về mình làm, mình phối vòng tay, mình làm theo cái phong cách của Boho Panigan đó mấy chị ơi. Có phối với đầm xô hoặc là nón cối đồ các kiểu đó mấy chị, đẹp lắm. Đấy, mỗi chị lấy sợi đeo đó đây, nó đơn giản mà nó đẹp lắm nha mấy chị. Này bằng gớm, gớm phối cườm. Em để cho mọi người là 120 một dây nha, có hai dây, một cái là màu đậm, một cái là màu nhạt đó. 120 một dây, ai lấy đậm lên đậm, ai lấy nhạt lên nhạt mấy chị nha. Này là nó bằng gớm á mấy chị, gớm chốt đậm cho Linh. Sợ trai mua của chị 7 triệu. Rồi em bán được mày. Chúc mừng em nha. Vậy là cái vía đó 7 triệu bán ra được nhiêu lời không? À, con chúc mừng cô. Vỗ tay. Chúc mừng em nha. Phú chúc mừng em kìa, nghe không? Đây, chốt đậm trong. Chúc mừng em thiệt vía đó. Đây pha lê nè mấy chị, chiếu chiếu lấp la lấp lánh chưa. Đây đẹp xuất sắc luôn. Pha lê này là đá pha lê chứ không phải là thủy tinh nha mấy chị. 150, ai lấy lên giúp cho em ở 150 mấy chị. Để cho mọi người 150. Cái khóa của nó là khóa silver nè. Cái khóa này mà mua ở ngoài thôi là cũng 35.000 đó mấy chị. Đây, ai lấy lên giúp cho em mã 150 nha mấy chị ơi. Mấy anh, mấy chị, mấy em ơi, 150. Này hả em ơi, không phải. Gì? Không. Không, không có mở. Mở con chó nó sủa. Cái này nó là đồ thời trang thôi em ơi. 30.000. 30.000, ai lấy lên giùm cho em mã vàng 30, vàng 30. Điện nó giật nha. Có con quỷ rồi đó, nó mở cái nó bay vô nhà. Quyên Lê. Còn chai hạt to đó nữa không? Để chị xem nha. Còn chai hạt to đó nữa không? Để chị xem cái còn đây. Đây em ơi, chai Akoya nè. Nè em nè, Akoya nè em. Akoya màu ánh mỡ, mỡ gà nè. Màu nó vàng vàng. Akoya thì không có to, 6 ly 6. Nó từ 8 ly trở xuống thôi. Đây em ơi. Đây. Bóng đẹp nha. Đấy, không bóng không đẹp cho trả. Cái dây này dài bao nhiêu? Cái dây này dài bao nhiêu chị? Dài 52 nha em ơi. Dài 52 đẹp lắm. Nó chỉ bị dơ ở đây xíu 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 thôi. Tiền nào của đó thôi. Nè, bóng đẹp ha. Ở trên live nó không đẹp đâu, nó hơi tối. Ở ngoài nó đẹp lắm.
Rồi sợi dây này để cho em là 2.800.000 nha. Nguyên Lê lấy thì lên mã 2800 nha Nguyên Lê. 2800. Dạ 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 ở đâu còn 2800 chốt Nguyên Lê. Đây nè, chỉ còn một cái hộp chai nữa nè. Cũng Akoya luôn. Cũng Akoya luôn. Phải nè em ta. Đây em ơi. Mặt đây. Akoya này màu cũng màu vàng nhưng mà ánh nó ánh 7 màu nha. Này có chừng 6 ly. 6 ly 30, 6 ly 3. Rồi. Cái này thì nó có một vài viên có tỳ nè. Đây. Nhỏ quá hả? Ờ. Dạ cô da này tầm tầm là nó vậy thôi à. Tại em chốt cái kia rồi, em không chốt, không muốn chốt cái này nữa. Rồi cái sợi này để cho mọi người 1 triệu thôi. 1 triệu luôn hộp. Mấy kia không có hộp nha. Vì nó VIP quá rồi. 1 triệu nha, 1 triệu luôn hộp, đẹp lắm. Chỉ có một vài viên nó bị tì thôi nhưng mà cái nước cái sạc cừ của nó dày. Em coi lại đây em nè. Máy kia thì khó còn coi đẹp sẵn rồi. Đó, bao luôn, bao em đổ sạc cừ luôn. Máy này do khui chứ chưa có trà rửa nó nè, nó còn dơ nè. Đó. 1 triệu. Rồi chốt Nguyên Lê luôn. Chốt Nguyên Lê. Chốt em nha. Cái này là pha lê. Pha lê tím nè. Cái pha lê này về mình làm vòng tay. Ok nè. Nè. Em mà muốn Liên Liên thì còn xem không? Em mà muốn. Em mà muốn mua mấy cái này về em sâu vòng tay bán cho mấy đứa nhỏ thì hả, nên chốt mấy cái này nè, nó đâu có mắc đâu. 70.000 lên giùm em mã tím. Gì? Không. Không, điện giật. 70.000 lên mã tím. Tím 70. Cái gì? Cái này hổ phách da nè mấy chị. 70.000. Hello chị gái, chốt cho em mã số 7. 70.000 chốt cho em mã số 7. Mã số 7. Chuyện gì? Chào anh, chào em Ngộ Chí Tịnh. Chuyện gì? Không. Qua nhà chú Phổ đi. Đây nữa mấy chị ơi, cũng hô phách gia luôn. 70.000 lên cho em mã vàng. 70.000 lên cho em mã vàng. Mã vàng 70, mã vàng 70. Đây. Khúc khúc nè mấy chị. 70.000, ai lấy combo 3 cái em để cho mọi người là 200 nha. 200 là 3 sợi hổ phách da. 200. Bán cho em vài ký đi chị. Nó là hổ phách giả đó anh. Còn cái này nó là thủy tinh xanh. Rồi để chị cân rồi đọc mã đi. Chứ hả, chứ chị không có. Chị cân cái bịch này rồi chị đọc mã. Đó.
350 một ký dây thời trang mới đẹp. Để chị cân cho. Ba ký mốt tính 3 ký là nhiêu? Bịch này là nhiêu? 350 là 1.050.000 coi ai lấy cái này em để cho mọi người 900 cái bịch này 900 lấy lên mãi 900 đi rồi em sẽ 1.050.000 bớt hẳn 150 luôn quá điên 900 mấy anh chị 900 dây thời trang dây cườm này gì đẹp lắm dây gỗ rồi gì luôn dây cườm dây gỗ dây gì tàn leo me nói chung là toàn đồ đẹp thôi 900 chốt thì lên mãi 900 đòi hoài không lên đi nãy đòi 4 ký giờ tao đã có 3 ký thì lấy đi chứ đâu có nữa đâu cái này là gì ta cái này gì em quên rồi mấy chị cái gì ta ngọc cái gì thủy tạo cái gì thủy ta ờ mấy biết rồi ờ cái gì quên tên này ờ rồi mấy chị ơi cái này là mã não phối với lapis nè có vậy thôi anh ơi chưa em ơi Liên Thùy ơi đòi 5 ký giờ chỉ có đầu 5 ký đưa cho chốt đi Liên Thùy cường rồi gì không em về em chịu khó em xỏ chốt đi cái này nè anh ơi 150 nè 150 dòng xương nè mấy chị ơi xương khác nè 150 lên cho em mãi xương xương nè mấy chị ơi lên cho em mãi xương đây còn cái này màu đen nè mọi người thạch anh đen cắt giác mấy chị thạch anh đen cắt giác cái viên to nhất của nó là mấy ly đây 9 ly 6 viên nhỏ là 7 ly 8 ly nói chung nó là từ 7 ly hơn cho đến 9 ly hơn đó mấy chị nè cái này là thạch anh đen cắt giác nha mọi người cái này nó dơ mấy chị về mấy chị chà rửa lại thì nó sẽ sạch đẹp liền ai lấy lên cho em mã đen em để cho mọi người 200 cái này đây nó dính cái gì vô đây đen 200 liên lê chốt đi đem liên lê chốt cái này 200 nè bạn cứ bị đứng vậy chị chị cũng biết nữa sao khổ thân vậy em nhỏ cái này màu đỏ này nó là cái gì vậy ta dây màu đỏ thầy đến chủ nhật chốt là chốt luôn còn chị xé ra chị bán lẻ tại đòi quá em một là em hai là bé đó chốt luôn cho rồi đã hí đến chủ nhật ê chủ nhật tuần này chủ nhật tuần này
Chủ nhật tuần này chị không có nhà, chị đi sinh nhật cái thằng con của thằng em. Chủ nhật tuần này là mùng 9 phải không? Ở chủ nhật tuần này là mùng 9 không? Bữa nay mùng mấy? Mới sắm được cái nhẫn ở trong kiện nè. Nó đeo hoài mà người ta cứ hỏi bữa nay đeo vàng, người ta đâu biết đồ giá đâu. Chốt luôn cho rồi đi, trời ơi. Bữa nay mùng 5, thứ tư, mùng 6, thứ 5. Giờ mùng 9 là chủ nhật đúng rồi. Mùng 9 chủ nhật. Đúng rồi. Chốt luôn đây Liên Thùy đó thật. Ở đây chai đá nè mấy chị. Xuất sắc vô chai đá chặt đôi. Chai đá chặt đôi nè. Rồi, ai lấy chai đá chặt đôi này em để cho mọi người 100. 100 nha mấy chị. Nè, 100. Nếu mà ai thích cái sự hoàn hảo, độ bóng và giá của nó rẻ thì mọi người nên chốt cái này. Mấy chị nhìn nó đẹp còn hơn chai thật không? Nhưng bền thì sẽ không bền ha. Này chai đá nặng tay lắm, 100. Linh cu ta. Chốt chai đá 100 cho Linh. Ủa không mua cái hả bị kia và bắt ngớ thì chốt cái chai đá lẻ chi vậy Linh? Chốt cho Linh cu te nha, 100. Chấm inbox lại giùm chị nha Linh ơi. Ở đây em có một cái thạch anh đa sắc. Thạch anh đa sắc mấy chị. Thạch anh đa sắc gồm có thạch anh dâu, thạch anh tím, thạch anh trắng, thạch anh dâu tây, mã não. Ủa cái này có phải là bạc không ta? Cái này có phải bạc không trời? Em chà ra nó bóng lắm mà nó cũng có luôn cái bột của bạc nè. Mấy cái viên này nè. Nghi bạc lắm nha. Nếu mà mấy cái viên này là bằng bạc là mỗi một viên là cũng phải là tính cho 5-7 ngàn. Đó là mua bạc Việt Nam mình, còn bạc Nhật thì không biết. Mà giống lắm, em chà coi. Sáng không? Sẽ bán cái giá không biết đi. Em bán cái dây này 200 nhưng mà cái bi này á em thấy nó giống bạc. Nhưng mà em không có nói nó là bạc nha, em chưa chắc ăn tại vì em chưa có ấy. 200 cái dây này em bán đá này thôi chứ còn cái bơ mấy cái bi này em không có tính vô nè. Mấy chị nhìn nè. Nó dơ như thế này nè. Mọi người về chà rửa nó lại nha, em mới khui chưa làm. Đó 200. Lên cho em mã 200. Nó dài thòn lòn vậy đó, 200 lên mã 200. Lên giúp cho em mã 200 nha mấy anh chị. Julie Yến ơi, em hỏi gì em? Cái này có cái chai chổi này chị để 150 nè. Cái viên nó to lắm, viên đá thạch anh đen nó to lắm. Có bỏ cái này thôi à, là to nhất tại 12 ly. Tại vì chị bán với cái giá chuỗi cho nên chị bán giá tặng thôi. Mới là bán giá 150 chứ bình thường mà nó mà nằm ở vòng tay thì nó đâu có cái giá này. Tại vì chị muốn hoan hỷ đến mọi người thôi. Nè, đá thạch anh đen 150 chốt nha. Giờ chỉ còn có một cái chuỗi này thôi à, Du Liên à. Nè, 150 nha. Mày còn nhiều khách đó. Mày còn nhiều khách. Chốt thì lên mã 150 cho chị nha. Cái này là cái gì ta? Quên mất cái tên nó rồi, trời ơi, nãy giờ vẫn không nhớ ra nữa. Có sĩ chai không? Chai có nhiều đâu mà sĩ em. Đâu rồi, có vài giây à. Cái đó là cái gì vậy?
Lego gì vậy? Lego nhẫn. Ở đâu? Ở hồi nãy con mua không phá được để con sửa lại. Lego Doraemon hả? Hả? Mẹ chỉ cho cách làm. Mẹ đang bán hàng. Đến mà mẹ. Đây em ơi. Này có vòng tay nữa, 500. 500 chai ngọt nhưng mà nó tròn nè. Chai ngọt mà nó tròn. Đẹp. Có luôn vòng tay nó 500. Cái này 600. Cái này chai trứng bóng đẹp mà cầm vô nó mướt cái tay lắm. Trời ơi. 600. Còn bộ bắp 500. Bộ bắp 500 là nguyên hộp gì nè em nè. Đó, bộ bắp 500. Lên mã bộ nha. Rồi à, Sơn Thủy đúng rồi, anh ngồi chứ Tịnh. Cảm ơn. Bộ bắp 500 là nguyên một bộ như thế này. Rồi bông tai nè. Bông tai chui bạc, chui silver 925. Rồi bông tai nè. Vòng tay nè, vòng cổ nè. Muốn xếp sao xếp, giờ mẹ đang bận bán hàng con đừng có phiền. Nguyên cái hộp này là 500 nha. 500 bắp bán tặng 500. Cái hộp này là em mua bỏ vô đó mọi người ơi, chứ không có hộp đâu. Tại vì định ngày mùng 8 tháng 3 lộn. Ngày 20 tháng 10 gì đó. Khách yêu cầu cái này á, em mới ấy hộp về em bỏ vô em bán á chứ. 500. Rồi 500 chốt cho Thu Trang. Thu Trang ơi, là khách mới em bốc giùm cho em nha. Em còn cái hộp đó, em còn hộp bắp nữa nha mấy chị chai bắp á. Thu Trang. Thu Trang ơi, bên mình chuyển cọc chuyển khoản mới đi, hàng đơn từ 300.000 là chuyển khoản hết từ free ship nha bạn ơi. Chốt cho Thu Trang nha. Ủa? Chuyện gì? Ủa đây nữa nè. Còn chai nữa nè. Chai này chai trứng, chai này chai chai trứng. Trứng vịt. 250. Mấy anh chị 250, ai lấy lên cho em mã 250. 250. Này chứ không phải trứng vịt gì chứ trứng gì? Trứng cút à. Này gì ta? Này bạc nè. Này gì trời? Này giống Tiffany và cô nè mấy chị. Ủa cái này để làm gì trời? Này Tiffany nè. Mấy chị cái này, mấy chị biết cái bạc hiệu Tiffany không? Đây cũng Tiffany luôn. Nguyên một bọc Tiffany luôn. Còn cái này là cái gì đây? Nè mọi người, biết đặc hiệu Tiffany á, mấy anh chị. Cái này là cái gì? Này một cái mặt dây chuyền, còn hai này không biết là cái gì hết. Nó giống như cái ký hiệu của trai và gái giới tính gì trời. Hay không có biết cái này. Em bán vui cho mọi người hiểu Tiffany mấy chị biết rồi. Nó có chủ đứng trên thị trường biết bao nhiêu rồi, cái thương hiệu của người ta. Tiffany và cô nè. Mắt gì rồi, 200. Lên giúp cho em mã. Lạ 200, mã lạ 200. Lạ 200. Lạ 200 nha mấy chị. Lạ 200 cái mắt khóa mắt kiến này nè. Nó cũng là thương hiệu luôn. Em bỏ vào luôn. Lạ 200. Lạ 200 mấy chị. Lạ 200. Mã lạ 200 mấy chị ơi. Cái này bạc để ngày mai đem lên trên tiệm bạc đặt trà rửa nó cái. Dơ lắm. Ý rồi đổ hết ra luôn rồi. Một cha nó. Một cha nó.
Nè mấy chị, bữa hả nó đen như thế, đen nó đen như thế này nè, mà em đi lên rửa nó trắng ra vậy nè, nó không sợ. Bạc nè, S925. Trời ơi nó đẹp. Nè mấy chị, ai mà chốt đi rồi mai em đem đi rửa nha. Nè cái mặt dây chuyền nè, nó kéo tới kéo lui được, xinh giả mang luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm, xuất sắc luôn á mấy chị. Cái này gỗ ra đẹp lắm. Đây 350. Ai lấy lên giúp cho em mã tim. Mã tim 350 nha mấy chị. Tim 350. Tim 350. Bạc em. Bạc á. Mai chị đem đi trà rửa nó là nó đẹp ngay. Đây cái này mà ấy ra thì nó cũng sẽ cái này này mà ấy ra là nó màu vàng nha, nè đẹp lắm. Đây mấy chị, vàng 350, lên cho em mã vàng 350. Vàng 350. Mã mạnh vậy, chốt vàng Thu Thủy. Chốt vàng cho Thu Thủy nha. Đây. Chốt vàng cho Thu Thủy, ngày mai chị đi trà rửa nó. Thu Thủy. Không phải Phù Thủy, Thu Thủy con. Cái này một cái lắc tay bạc hiệu nè mấy chị nè. Bạc hiệu. Trời ơi đẹp quá. Một cái lắc tay bạc hiệu. Hiệu nè. Hiệu này hiệu gì em quên nó rồi. Nó có hai cái chữ. Có hai cái chữ này nè. Hai chữ E ngược với nhau đó mấy chị thấy không. Em quên nữa tên nó rồi. Bán ghét nghĩ ghét mà quên. Rồi cái này em để cho mọi người làm 170. 170. 170 mấy chị. 170. Mai em đi chà rửa nó cho. Lỡ rồi lên luôn cái bọc này. Này bạc 4C hay gì nè. Đúng rồi 4C. Một cái dây bạc 4C mấy chị thấy không. Một cái dây bạc 4C. Và chưa có chà rửa, nó còn đang rất là dơ dái. Chốt cho em mã 4C200. Không có mặt nha. 4C200. Bạc 4C đó mấy chị. 4C200. Ủa có hồi nãy có mấy cái sợi dây hổ phách mà chưa có ai chốt nè. Hổ phách da đó anh chốt. Đây nè. À, 200.000 cái combo này nè. Hổ phách da nè. 200 nè. Sao không chốt. Combo 200 đó. Chốt luôn đi em gửi hàng luôn. Tìm không ra luôn gái ơi. Đau lòng. Đau lòng quá đi thôi. Mắt hổ phối với mắt chim mưng màu tím đẹp mấy chị. Mắt hổ của Nhật nó đẹp lắm, nó không giống như của Việt Nam mình mà lon lỗ đâu mấy chị ơi. Nè nó đẹp giả mang, nó bóng giả thú luôn. Đây nè mấy chị, mắt hổ. Ai lấy mắt hổ lên cho em mã mắt hổ 150. Mắt hổ 150 mấy anh chị. Mắt hổ 150. Mắt hổ 150. Hộp cô gái đó nó không có mới nè, nó cũ lắm. Bán 170, cái cũ thì bán theo giá cũ 170.
Trời ơi con mèo đẹp quá. Con mèo nhìn có hồn ghê mấy chị ơi. Đẹp quá. Vậy nó hiền ha. Lội vô cái nó dữ ghê không. Em bán con mèo này cho mọi người, nó là cái như vậy thôi nè. Mấy chị tự về nhà để chân hay làm gì làm. Wow, bỏ ra vậy nó hiền ha. Hay để mình quay TikTok chơi trời. Nè. Rồi, cái con mèo này em để cho mọi người 170 luôn. Ai lấy lên chơi mã mèo độc lạ mấy chị. Đảm bảo luôn, không có cái thứ hai luôn. Mã mèo 170. Chào Phú thân yêu kìa, mấy cô chào con kìa, cô Oanh chào con kìa. Con chào lại đi, chào lớn lên. Con chào mấy cô. Con hát cái bài, con đọc thơ cho mấy cô nghe cái bài mà cô giáo em đi. Cô giáo em cười xinh xinh, cô giáo em mắt cô long lanh. Không phải cái bài mà con đến trường á, cái này cho chị Thi Nguyễn nè. Cái gì mà mỗi khi cô giáo em mười xinh xinh, cô giáo em khóc cô long lăng, cô thấy cười cô long lăng. Sai rồi. Mỗi khi vào lớp cô cười thật tươi, say sưa giảng bài gì đó giận cô. Trời ơi, hay thôi nghỉ hát, hát tào lâu quá. Mấy chị ơi, ở đây em có một cái đôi bông tai Takashi Maya. Chai bạc đó mấy chị. Em bán 200. Bông chai chai bạc Takashi Maya. Bạc hiệu, ớ lộn, chai hiệu nè mấy chị, Takashi Maya mấy chị thấy không? 200. Ai lấy thì lên cho em mã 200 nha. Mã 200 nha mấy chị. Takashi Maya bằng đó 200. Ai lấy lên giúp em mã 200. Tại sao lại hát không có đúng gì hết vậy? Tôi hát bao nhiêu? Hả? Cô mong tìm em vui. Yên dù mệt. Hát tại đó đúng mà. Ngoài em ngoài vườn là em chơi ở ngoài vườn mà. Không, em muốn con hát cái bài mà mỗi khi vào lớp cô cười tươi gì đó, giọng có mát gì đó, xuyên xuyên nhắn bài gì đó. Còn hơi gì quá ngu si hay lên là anh đốt đi ngôi làng. Hay quá, hay quá. Hay quá. Mắt in China. Ủa sao có mắt in China ở đây trời. Cái này là một cái móc khóa, móc túi sách hiệu cốt nè mấy chị. Cái này được gia công ở Trung Quốc. Cái này ở Trung Quốc hả mẹ? Trung Quốc là sao con? Trung Quốc là cái đó mới nói đúng rồi. Cái này em bán cho mọi người 30.000, lên cho em mã 30. Mã 30. Cô mấy cô nói là giọng Phú hay quá, ấm áp quá, dễ thương quá, đáng yêu quá. Bay dù tù
Sai rồi. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt ông bị sai nhé, phải không? Phải bài đâu? Tạm biệt họ Trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi. Ờ hát đi. Thôi thôi ông ngọng nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu. Rồi em lên tiếp mấy chị. Ở đây em có một cái sợi dây san hô nha, người ta khắc hoa nè mấy chị, đẹp không? Cái này ba sợi mấy chị, trời ơi san hô nó nhí nó đẹp, khắc hoa nè 500. Ai lấy lên giúp cho em mã san hô 500, cái khóa cũng đẹp. San hô 500, ai lấy lên giúp em mã san hô 500. San hô 500. Vòng đầu môi em xem. Vòng đầu môi đây em ơi. Nè. Vòng đầu nồm, vòng cái nồi này, vòng đầu môi này ni nó hơi to xíu và nó có bị nè. Cho nên hôm nay chị sale cái vòng đầu môi này cho mọi người là 500. Mini 59-60 vậy á, 500. Ủa này 67 luôn. Tay khổng lồ. Má ơi tôi đeo nó gì nè. 500. Kiếm ai bán cái vòng đầu mồi cho mấy chị 500. Không có, chỉ có nhà phong phú thôi. Lý do cũng là nó có như vậy nè. Đeo vòng đầu mồi rất là chiêu tài hút lộc, may mắn lắm á mấy chị. 500. Sao em nhìn được cái vòng đầu mồi hay vậy? Hả? Chốt đi gái. Lại hiệu cốt nữa. Một cái móc khóa hiệu cốt này luôn 30.000 luôn mấy chị. Trời mấy cái móc khóa này nó mắc tiền lắm á. Nè đúng hiệu của nó luôn, 30.000. Lên nhẫn đi chị, lên bông tay đi chị. Trời ơi cái gì cũng lên hết. Chờ một chút nha. Xương nè mọi người ơi, nhưng mà nó bị giãn nè. Mấy chị về sâu lại, còn có thì cứ chốt đi. Em sẽ sở lại cho nha. Một cái vòng tay, vòng tay xương. Nè xương khắc đẹp lắm mấy chị. Lên cho em mã xương khắc 100 đi. Xương khắc 100. Chị em xem cây gạo đẹp. Đây em ơi, gạo đẹp của em nè. Mới khui ra có luôn. 2, 4, 5. Nè. Cái này nó dài, em có thể tách ra là vòng tay được. Nè nó đẹp lắm. Gạo này gạo mặn em nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sợi và nó dài như thế này. Ha. À, đây. Bóng đẹp. Nó dài quá, cho nên em sẽ bán cho mọi người cái sợi dây này nè, nó dài ha. Nếu mà ai có nhu cầu làm vòng tay thì nói em làm giùm luôn cho. Trời ơi, sợi này chắc đó nó dài lắm. 5 sợi em để cho mọi người 6,50. 6,50. 6,50 em sẽ làm giùm mọi người cái vòng tay luôn nha. Em tặng cho mọi người một cái khóa, em sẽ làm cái vòng tay cho mấy anh chị luôn, giùm mấy chị luôn, tại vì em thấy nó dài quá. Một quấn hai cổ thì đeo, quấn hai cái vòng cổ vẫn được nè. Đó, 6,50. Còn cái gạo này, nó không có bóng đẹp bằng, nó có 4 sợi à. Hai mấy chị nhìn giùm em, cái độ bóng, mua chai là mình coi cái độ sặc cừ của nó. Ha. Nè, nó bóng đâu bằng đâu, thấy không? Nó to hơn và nó bóng đâu có bằng. Cái này là 4 sợi hả? Rồi cái này 4 sợi để cho mọi người 300. 250, 250, 250 thôi. Gì? Con không có tháo ra nữa. Tại sao con tháo mấy cái con logo ra rồi biết đường nào mà làm? Con biết nhà.
Trời đất ơi, mấy ngàn cái logo mà con tháo mà kiểu này con bắt mẹ làm chết chết luôn á. Hát mẹ nghe bài đi, ế quá nè. Ủa mấy chị ơi, đẹp quá mà sao chơi hay vậy, còn có nhiêu đó gạo thôi đó. Trời ơi, cái bọc rồi lên luôn. Ơi hay quá, có sức bán hàng rồi. Cảm ơn con yêu. Cảm ơn con yêu. Mẹ cảm ơn, sao con cảm ơn lại mẹ vậy? Đây là cái gì vậy? Vòng tay huyết áp nha mấy chị. Nhưng mà nó không mới. Vòng tay. Thôi. Để qua bên. Ôi. Nhẫn nè mấy chị ơi. Nhẫn này, nhẫn đồ thời trang Mỹ ký. Có ai yêu combo, có ai yêu hả nhẫn không mấy chị? Ai nữa nè, có ai thích nhẫn không? Con thích hả? Con thích thì con có tiền mua không? Mấy chị ơi, ai cháu hết cái chỗ nhẫn này mấy chị ơi? Con chốt hết luôn hả? Ghê vậy. Em chưa đếm luôn nhưng mà em sẽ, ai cháu hết cái chỗ nhẫn này em sẽ đếm nha. À, cái này chắc cũng phải cả trăm, không tới cả trăm chiếc đâu. Giờ mình bóc lên vậy. Ai chốt hết triệu nhẫn này em để cho mọi người là 1.900.000. 1.900.000. 1.900.000 nha. Não nữa nè, hiệu nè, một, ô, 1.900.000 nha mấy chị, bao nhiêu rồi? Này ra tiếp nè. Chắc cũng phải 80 chiếc đó mấy chị. Đẹp đẹp không á? Màu xanh chín. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ủa, nó đếm, đổ ra đếm mà cái quên đếm. Dễ sợ thiệt.
Cầm đính đá em xem. Cầm đính đá em xem. Này hả em? Vào mua đi chứ nghe Phú hát rồi tiền đâu Phú đi học để mà Phú hát. Cho em nghe mà em nghe chùa hả? Mua đi, con nói mấy con mua đi, không được. Không có được nghe con hát nữa. Mua mấy có tiền mua sữa cho uống mới có sức mà hát chứ. Nghe chùa hả? Em đi mua, em đi hả? Nghe ca sĩ hát múa em cũng phải tốn tiền mua vé. Mà giờ em nghe Phú hát mấy đứa này ngộ ghê, toàn vô hỏi Phú không à. Vậy ta mở livestream cho em coi. Hả? Có mẹ chọc với cô á. Nói là mở cho nó livestream cho mấy tụi bay vô, mấy tụi bay nói chuyện nó nghe. Đâu ta bán hàng à. Mới đẹp có mấy chị. Mà nó là màu vàng nhạt nha, chứ không phải đó, em mới chài cho nó. Ôi, xuất sắc quá mấy chị ơi. Đẹp quá mấy chị ơi. Wow. Rồi. Cái này em bán 100 nha mấy chị. Đẹp lắm, không rớt một hộp nào luôn. Này là ni tai bao nhiêu đeo được? Tai mình ni này ni 55, ni 57, 50 57 đến 54 là 54 đến 57 là đeo đẹp ha, còn nhỏ hơn thì đeo không đẹp được đâu. Nhỏ hơn đeo không đẹp đâu mấy chị. Đẹp lắm, cái này em bán 100. Lên cho em ở 100 nha. Cái hộp nhất gì đó. 100 nha mấy chị. 100 xuất sắc luôn. Này cái thước má ơi. Trời ơi, nó đẹp quá vậy. Một cái vòng mà nó ba màu nè. Màu trắng nè, màu vàng nè, màu hồng nè. Trời ơi, cái tay tôi mà vừa chắc tôi để cho tôi đeo quá. Ôi, nó đẹp quá à. Sao cái tay tôi nhỏ xíu vậy trời. 64. Ai chốt cái vòng này lên cho em. Nè, nó đẹp lắm mấy chị. Có thể lấy cái vòng đá chính giữa này ra cũng được. Cái vòng này đeo cặp nè. Còn cái vòng hồng này mình cắt bỏ đi. Phải không? Thôi, người ta để ba cái dính chùm gì tự nhiên đòi cắt. Em bán 70 ngàn mấy chị. Lên cho em mã 70. Em bán 70 ngàn, lên giùm em mã 70. Cây bút hồng hỏng lên một cái nào luôn. Tức quá. Thằng em nó không có rảnh để nó vô nó làm cho. Nè. Mới tin như vậy mà để lâu quá không có xài tới á. Nó làm sao á. Nè. Nó dốc đâu nó lên đèn mà nó không có nhảy. Nó không có nhảy, nó không có ấy. Đây nè, nó lên đèn nè. Mà nó không chịu nhảy cái trên này, để sao mà mình làm. Đây nè. Để một thời nó nóng rồi mà nó cũng có lên đâu. Đó. Cho nên ôm luôn. Để nó rảnh nó làm. Dạo này nó đi nhà, học Quỳnh nó. Nó học lên đại học á. Nó học câu nó bữa là nó học nó tốt nghiệp cao đẳng rồi. Giờ nó học thêm lên đại học cho nên nó không có thời gian nó vô. Nó bạn đang nói cậu Tiến đấy chịu nhà đâu có còn ai nữa đâu mà làm cho đâu còn ai đâu mà làm cho không nghe để làm đúng rồi
to hả? Vậy giờ con sửa cho mẹ được không? Ừ? Em lấy chị vẫn la tiếp. Ây ôi, bây giờ nó nằm trong đây rồi. Em lấy chị vẫn la tiếp. Mấy cái này nếu mà có bút của Tết rồi, aqua marine rồi sapphire ruby rồi ngọc lục bảo gì có bút của Tết rồi nè, sapphire rồi gì nè, mà không có bút Tết cho nên bán cho mọi người vậy, mọi người về mọi người tự ngâm cứu. Bây giờ lapis nó nằm đâu rồi? Đây, chiếc nhẫn lapis. Chiếc nhẫn lapis ni của nó hả, là ni số 5.5 nha chị nha. Nè, 70 ngàn, 5.5, 70 ngàn. Chốt cho chị không, chị Thi Nguyễn hỏi để chị chốt cho chị Thi Nguyễn, chứ chị đâu có chốt cho em được. Thi Nguyễn Giang ta ngủ trong phòng, tự nhiên một bóng ở nhà hàng xóm thì bóng trắng thì là bò lên nhà hàng xóm. Bò lên nhà hàng xóm này 25.000 bốn cây nha mấy chị, 25.000 bốn cây. Ai lấy lên cho em mã số 25, mã số 25, 25.000 bốn cây. Đây mấy chị ơi, 25.000 bốn cây. Cái này là Tommy ơi, dễ thương quá à. Cái này bạn đồ thể thao hơi bị xinh đó trời. Tommy nè. Ơi cái này bạn đồ thể thao xinh lắm luôn á. Ơi đeo cái túi Tommy nữa ha. Tommy nè mấy chị. Tommy em không biết có phải là hàng real hay là hàng pha ke thì em không biết. Tại vì em đâu được cầm cái hàng real nó ra làm sao đâu, cho nên em sẽ không dám nói. Nhưng mà ví dụ cái hàng real mà nó nằm vào cái Tommy này là nó nằm vào 4 triệu mấy đó mấy chị. Mua có mấy cái áo mà trên Shopee á, cái mà nó bị rách. Giờ nhắn tin lại với shop, shop mới trả lời. Giờ người ta đang like, trả lời. Rồi ai lấy lên cho em mã 50, em bán cái vòng da này 50 Tommy ha mấy chị ha. Tommy 50. Anh thấy ở đây nó cũng có khắc nhưng mà nó không có khắc Tommy, nó khắc cái gì á, nó khắc sao. Canem. Nó khắc sao rồi gì đó mấy chị nè. Nhưng mà em bán với giá bình thường. Không. Lên cho em mã. Chị nói này chốt, chốt cho chị Thi Nguyễn 50. Chị nói là cái nó là ngọc lục bảo thôi chứ chị không có khẳng định nó là ngọc lục bảo nha, tại vì bút của chị không có chích được. Cái này 50, chốt cho chị Thi Nguyễn để chị coi coi. Trời ơi mấy cái này sao mà không ai ôm, cái lô nhẫn này nó đẹp quá trời đẹp. Nhưng mà cái này không phải ngọc lục bảo đâu. Xoay nó. Cái gì xoay số 6 em ơi, nó để số 6 này nè. Xoay số 6 em nha. 70.000. 70.000. Nhẫn đẹp đẹp không à. Trời ơi đẹp đẹp không. Con bị gì vậy, máu nữa rồi. Hả? Tự nhiên con chơi, tự nhiên con chảy máu. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Nhẫn chai, chai thời trang đó nè. Xe này xe số. Trời ơi sao cứ để chảy máu hoài vậy, chảy máu miết là chết luôn á, chết queo luôn á.
Trời, máu tiết rồi, bên bút biến thành cái bộ bộ xương khô luôn á. Không cẩn thận đi. Không cẩn thận rồi nè. Cẩn thận rồi nè, mà sao bị chảy máu? Tại vì con biết chưa. Ai đó đã chọc con. Nhà nhà xe 6.5 mấy chị. Xe 6.5. Cũng ai, cái này ai, là 50.000 lên mã. Ê, cái này mấy chị tháo ra, mấy chị tháo cái viên chai này ra, đeo cũ cái viên chai này tháo ra ha, xong cái mình dán cái viên chai thật vô. Hơi bị đẹp nha. Nè, 50.000 lên mã chai. Thi đổ. Chỉ có chiếc nào bạc ruby ni số 70 ảnh có, nhưng mà hiện tại sao nó nằm đây, nó không có chiếc ruby đó ta. Chiếc ruby đó hả, hình như là xe số 6 thôi à. Đây mấy chị ơi, cái này là cái gì? Opal mấy anh chị, opal bạc. Nhưng mà cái này nó size số 5.5 thôi. Phải em ta đo cái coi quên mất rồi. Không nhớ nữa. Size số 6 nè mấy chị nè. Đây. Đấy mấy chị. Em bán 550. Em bán 550. Bạc cái mấy chị, bạc opal và 550. Mấy chị nhìn lửa của nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Không, trời, ta không biết, ta không biết nó nằm ở chỗ nào nữa rồi. Không biết nó nằm ở chỗ nào nữa rồi. Nghe buồn ngủ, bỏ mấy cái chiếc nhẫn này vô cho cái lô kia luôn. Để ai chốt thì họ có mấy chiếc này vô luôn. Mấy chị nào chốt cái lô nhẫn trong kia mấy chị, 20.000 một chiếc nha, em bỏ vô luôn nè. Đếm lên có 20.000 một chiếc. Em bỏ thêm vô cho Pháp Lam gì. À, tại sao mình bỏ vô chi? Chưa có ai chốt mà mất công quá à. Inbox chị đi, chị chụp hình cho. Chị quên mất nó nằm ở đâu rồi. 50.000 lên cho em mã xanh. 50.000 lên cho em mã xanh. Ni này ni số 6. 50.000 lên cho em mã tím. Mã tím 50. Nè cái này nè. Đá gì nè, đẹp ghê luôn. Cái này size số 6 luôn. 50.000 lên cho em mã mã số 6, mã số 6. Ô cái nhẫn này giống như kim cương mấy chị. Hình như hầu hết là size số 6 thì phải. Cái này lên cho em mã trắng 50, trắng 50. Ơi mấy cái này sao vừa tay mình không vậy? Lên cho em mã hột 50, hột 50. Lên cho em mã cao, cao 50. Hầu hết size số 6 nha, còn cái này size to nè. Cái này size số 8 nè mấy chị. Lên cho em mã lạ 50. Mấy này nhẫn thời trang mỹ ký nha mấy chị. Nhưng mà đeo lâu lắm, nó đeo dư tiền luôn, nó mấy file. Hạt đỏ nè, 50.000 lên cho em mã hạt đỏ. Đây 5.5. Rồi bỏ vô lô cho ai lấy thì lấy, mai họ lấy. Lô gồm bao nhiêu chiếc chị? Lô hả? Lô chắc 100 chiếc á. Đếm tới là 20.000 một chiếc. Là 2 triệu. 2 triệu á em. Nè cái nhẫn này chị cũng lụm ở trong cái lô nhẫn ra nè.
mà thấy nó có khắc ca 18K gì nè. Mà 18K này nó lạ lắm, nó xấu lắm. Nè. 18K thấy không? Đó, lấy đeo luôn. Nhẫn này cũng khắc 18K luôn, lấy đeo luôn. Lấy đeo luôn. Giờ đeo cái nhẫn này mà nó mà phai là biết giả, còn đeo cái nhẫn này hoài. Trong cái chiếc này nè, nó cũng 18K nè. Đâu bán đâu, cứ để hoài, để hoài, đeo hoài, đeo hoài luôn. Cũng không thèm đi test luôn. Đi phổ vàng luôn, không thèm luôn. 100 chiếc đó em ơi, có 2 triệu à, hơn 100 chiếc nhưng mà chỉ tính 100 chiếc thôi. Ấy cái hộp này là cái quái gì? Hộp này là cái quái gì trong đây? Ủa cái hộp này đựng gì ta? Cái hộp này nó bị tét rồi. Thôi để mình chơi luôn. Cái hộp này nè mấy chị, nhưng mà nó bị tét một đường ở đây nè. Nè thấy không? Cái hộp hả em? Hộp 80.000. Hộp 80. Bưu điện Đồng Nai. Ủa? Em đi chốt cái gì? Không, cái hộp tét rồi đừng lấy. Không. Không bán. Không bán. Hộp tét rồi. Đây là cái gì? Tôi xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ đặc biệt mà bạn đã dành cho tôi. Takashimaya. Đây là của cái đôi bông tai của Takashimaya đây. Của cái này Takashimaya. Đôi bông tai này. Đôi tâm bông tai bạc chai Takashimaya này em bán có 200 mấy chị, mà chưa ai chốt. Nó đẹp quá. Đó, 200. Lấy lên mã 200 cho em nha. Ôi trời 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 trời, san hô khắc hoa nè mấy chị ơi. Một chiếc cài áo san hô khắc hoa đẹp dữ vậy ta. Đẹp xuất sắc luôn. Con chó nó cắn em mấy cả tháng trời mà giờ cái tay của em vẫn còn bị bầm đen nè mấy chị, thấy ghê gớm không, độc không. Một chiếc ghim cài áo san hô khắc hoa đẹp nhất cái nách. Ai lấy lên cho em mã hoa 200. Hoa 200 mấy chị, đẹp lắm nha, hoa 200, hoa 200. Cái này siêu luôn á. Hoa 200 mấy chị. Ai lấy lên cho em mã hoa nha. Ai lấy cho em quả vàng nha. Tào lao quá. Tào lao quá. Cô kia Phú đọc bài thơ kìa. Phú đọc bài thơ. Con đọc bài thơ rồi mà cô kìa. Hoa 200. Hả? Cô vô duyên nè. Thôi tự nói cô vô duyên. Con nói cô thương Phú. Con kêu Phú đọc mà. Mắt gì vô duyên. Ồ. Lapis và mã não với mắt. Mắt mắt gì nè. Mã cái gì. Ôi. Rồi xong. Con phải nói là cô mua hàng cho mẹ con đi rồi, rồi con mới hát. Cô mua hàng cho mẹ con đi hát. Thế không mà con đói rồi nè, con có sữa uống. Thế là con nói này con có sữa uống. Cái này hư á. Hư biết bài. Cái gì? Nói gì vậy? Không vui một xíu nào luôn á. Ôi cái này làm hạt nhẫn đỉnh luôn mấy chị.
nha. Mã não huyết nè mấy chị, đừng có giỡn nha mấy chị. Mã ở bên Nhật có người ta thích mã não hơn là ngọc bích luôn á, mã não huyết á. Còn cái này lapis nè, lapis thì nó có bị nó bị lem rồi này. Rồi em bán cho mấy chị ba cái hộp này 200, về nhà muốn làm gì làm, siêu tầm. Lên nhẫn thì lên nhẫn. Đâu rồi cái nắp đâu rồi? 300, có lộn 200. Mấy chị 200. Nè. 200. Đừng la. Trời ơi, nó xúc ra mới dán keo chưa khô đi ấn xuống. Không có cái nào ngu hơn cái ngu nào hết. 200. Chết rồi. Cô giáo Phú nhờ mẹ mua keo cho mấy cô mà mẹ quên mất rồi. Ừ, mai cho mượn con với cô mượn keo hả, nến của mẹ đỡ đi. Rồi mai mẹ mua hết khác. Mai lúc mẹ đưa Phú đi học, Phú nhắc mẹ nha. Nha. Các cô đưa tiền đây nè. Đây mọi người ơi, bạc nè mấy chị. Bạc nè. Thủy tinh nano. Bạc nằm đâu? Mặt thủy tinh nano nhẫn bạc. Một chiếc nhẫn bạc hiệu nè mấy chị. Xây này xây số 6. Em bán 200. Lên cho em mã hiệu. Đây. Này sao giống kim quá vậy trời. Mấy này giống kim tắm á mấy chị. Ở trong đây có khắc nữa nè mà không thấy được đường mà khắc. 925. Rồi cái gì nữa? Ôi nhưng mà nó nhỏ lắm mấy chị ơi. Nó nhỏ xíu không có vô tay đâu. Ráng nông. Nhưng mà đi gõ ra sợ nó rớt mấy cái viên kim ha. Xây 5 thôi. 5 yếu. Nè mọi người, mai đi sửa cái bút mới được. Có ai ôm hả cái mớ bạc giùm em không mọi người? Cứ 200 ngàn một món. Với lại những cái mà dây chuyền bạc hồi nãy luôn, đếm tới luôn. Cứ hai... Ủa cái nhẫn này nó bị mất một bên rồi hả ta? Cứ 200 ngàn một món. Này xây số 6 mấy chị, mã nơ. Đó là mà, cái này bán cho mọi người là 300 lên giúp cho em mã nơ. Ủa sao nó bắt mát vậy trời? Đừng có nhái mẹ. Mã nơ 300 bằng bạc cho mấy chị, em chưa có trà rửa đâu. Nè, ở đây nó đính hết toàn bộ đá nè, đẹp lắm. Chấm chấm bài cho em mấy chị, sao tự nhiên ế ngang xương vậy mọi người. Nè bạc không nè. Tự nhiên ngồi nói chuyện một mình đó mấy chị, tác động vật lý đó với em coi. Không, mẹ không có bị thương. Mấy chị ơi, một cái vòng tay nè mấy chị, dễ thương chưa? Không có sưng. Ủa dễ thương quá mấy chị, full sọ full sòn luôn. Đây đây. Và đứng 6 nữa. Mấy chị đẹp chưa? 70.000 lên cho em mã trắng, trắng 70, cái vòng tay đẹp lắm luôn á, 70.000 lên cho em mã trắng, trắng 70. 70. Hết rồi mà. Có mấy cái à?
trắng cho Tố Uyên. Này chị nè, nè bạc hiệu gì không à? Tại em thấy có chị nhắn tin lấy lô bạc hiệu á, lấy lô bạc á, cái em bỏ xuống luôn. Cái chị đó chị có cái nhẫn này mà nó gớm một bên này nè. Đây nè, nó đâu có đây nè, có một cái nhẫn đá này anh nè. Chú có chờ rửa ra nó còn có thui. Ủa đấy coi. Ê có cái con này đẹp lắm nè Tú Uyên. Nè có nhẫn đá nè. Xe số 6. Bạc luôn. 300. Cái này 200. Cái này 200. Đó có nhiêu đó bạc đó chị. Còn bạc dây nãy em có chứ nhảy em có like rồi. Mai đi trà rửa. Trắng đâu rồi? Trắng 70. Ờ lấy cái gì ta? Ê có cái này hay lắm là tôi nè. Chưa từng cho phép gì từ trong mưa. Nhưng sâu tâm trái tim em không hiểu nhiều máu. Trời ơi hát hay quá. Hát hay quá. Cái gì tôi nhớ gì. Ôi cái nón đẹp mấy chị 50 ngàn. Lên cho em mã cài. Cài 50. Có cái này này đâu rồi à. Nè thấy xinh chưa. Ví dụ như mà em á dày nịnh hiền khô đúng không, em gọi đèn vô nhìn nó hung dữ cho nè. Nè thấy không hung dữ không. Con mèo nè. Đó bán cái mặt mèo này 250. Với lại cái con vịt pha lê này nè, nó không bị gì hết, có cái chân nó bị mất rồi, bị ấy rồi, bị mất một cái chân nè. Nếu mà ai ấy về á xong mình để cho nó đậu lên đâu thì đậu. Con vịt pha lê siêu đẹp luôn, coi nè, pha lê 7 màu nè, con vịt pha lê 80 nữa đi, tại vì nó bị lỗi là lỗi hai cái lỗi cái chân của nó bị mất cái đế đó con. Nếu mà ai lấy hai cái này tính 300. Đến 300 thôi. Ủa sao hết pin? Giỡn mẹt hả? Hả? Đẹp lắm á. Không, chị bán luôn con vịt với con mèo mới là 300, còn mua lẻ là 80 con vịt nha. Nhỏ ơi, chắc chị đấm em quá. Một cái vòng tay nè mấy chị nè. Một cái vòng tay. Với lại một cái vòng cổ. Này nó bằng đá hay bằng gì ta? Không, một cái vòng cổ. Vòng tay với vòng cổ này bán 150 nha mấy chị. Nó phải đá đâu. Nobita Doraemon Suka Nobita Doraemon chị. 150 vòng tay với vòng cổ nha mấy chị, không phải đá. Nina, Nina nè mấy chị. Một cái dây Nina. Một cái dây Nina nè mấy chị nè. 250 mấy chị ơi. Ai lấy cái dây Nina này lên giúp cho em ở 250. 250 mấy chị. Nina Gusty nè.
Nobita thầm yêu Suka, hai hoa hồng tặng cho trái em. Nếu trai em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau thằng Phú chào đời. Cái này nó là cái gì đây ma? Titan mấy chị, còn cái vòng Titan. Vòng này hở có thể bóp vô được, nó có khác kiểu Titan. 70.000 lên cho em mã Titan, Titan 70, Titan 70. Nina chốt cho Luli. Cái tên đọc xong cái muốn xóa cái mỏ luôn Luli. Đây em ơi. Trời ơi, một cái thương hiệu Nina Lixi mà. Sao bà bán? Ừ, rẻ thì mua đi, để người ta mua rồi la. Để đang nói cái cô kìa. Chốt cho Lila. Nếu chơi em không hát bài. Ủa cái gì đây? Một cái lắc tay. Một cái lắc tay nè mấy chị, 50.000 lên cho em mã tim. 50.000 lên cho em mã tim. Ủa? Rồi đây. Dễ thương quá à. Mã xanh. Mã xanh. Rồi ơi, dễ thương không luôn á. Mã trắng. Mã trắng mấy chị ơi. Rồi bán 3 cái tặng cái. Bán 2 cái tặng cái. Ai lấy cái này lên cho em mã 103 cái luôn. Vui chưa? 103 cái. 103 cái nha. 103 cái. Là cái gì đây? Một cái ghim giấy hả? Opal hả? Con chuột. Con này là con gì? Con này là con gì ta? Con gì thì kệ nó đi. Này ơi, đá opal vụng nè, người ta ấy lên nè. 30.000. Lên cho em mã hộp. Mã hộp. Ghim nữa nè mấy chị nè. Ghim này nó bằng chai thật và làm hình cây thánh giá cái này. Có phải vàng thật không? 30.000 lên cho em mã chai. Đây, mở khi thế này nè. Em không biết, mọi người không biết. Mình mà ghim áo xong cái đến khi mà đi ăn ốc có mấy chị kẹt kẹt cái lấy ra. Kẹt kẹt lấy ra lễ ốc. Còn mà ví dụ mà đi tối mà thằng nào mà nó bóp đít mình lấy ra mình chích nó. Ơi, không có. Nó vậy là giỏi. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. Thằng nào chọc đít mừng á, ăn thịt luôn. Hai mẹ con mình rảnh quá chị. Cái này mấy chị cho 50.000. Lên trời má xám. Má xám 50 mấy chị. Thế cái này đây vậy? Gucci nè mấy chị. Gucci. Ủa. Ủa. Có thương hiệu Gucci nằm đây nè. 30.000. Made in Italy, cái này chắc chính hãng rồi. Rồi. Mấy chị, 30.000 lên mã Gucci. Ừ, nó bậy cái bạ nói đúng thương hiệu đi rồi bắt đầu hả? Nó không cho. 50.000 lên cho em mã mèo. Nó không cho like. 40.000 lên cho em mã hoa. Ây, xương nè mấy chị ơi, xương khắc nè, đẹp chưa? Một cái gút khăn hoặc là mặt dây chuyền xương khắc là 50.000 lên cho em mã xương. Trời đất ơi, đẹp quá. Con bướm xinh 50.000 mấy chị.
Em chào chị Nho. Con bướm 50 mấy chị. Lên cho em mã bướm. Vàng nhiều quá mấy chị ơi. Có ai lấy, có ai lấy bộ cài măng xét không mấy chị? ESL nè. ESL. ESL luôn. ESL luôn. Wow. Chắc mình phải. Ủa ESL này bị thiếu hả ta? Thôi cái này để mình làm. Để mình chụp cái. Mấy giờ con? 10 giờ. 10 giờ đi. Nói 9 giờ kém à cha nội ơi. 10 giờ. Một cái móc cài móc khóa nè mấy chị ơi. 10.000 lên cho em mã móc 10, móc 10. Móc 10, không thấy ai mua cái ấy cho nên không có muốn like. Cái khách mà mua măng xét không thấy ở đây. Chị ẩn con mắt xem không thấy một con mắt nào xem luôn. Gầu thúi ruột luôn. Ủa trong đồ ta trong đây đâu mất tiêu rồi. Ông nào lấy mất của cui rồi. À, ông Phú lấy của cui phải không? Ôi vàng. Ôi ai giàu bằng ta. Ai giàu bằng ta. Giàu không? Ôi giàu quá, vàng quá mấy chị ơi. Có ai thích vàng không? Con thích vàng không? Mấy này không có gì hết để bán hết. Ủa có cái vòng tay có đá lapis nè mấy chị mà đứt rồi. Thôi cái này bỏ xuống đi. Chốt cho em con vịt 50 đi chị. Không, thật sự là chị cũng thích. 80.000 chị mới bán. Không có bán, giá 50. Tiện này em thấy chị có bán được gì đâu. Có được, có cái giá trị là có cái sợi dây chai. Cái sợi dây chai 6.500.000 à. Biết là cái chuyện này nó bao nhiêu tiền. Hỏi cái một chút. Lên lại tiếp nè. Em mãi cho con đi. Đồ mốt đâu? Em có phải lấy đâu mất tiêu. Đồ mốt đâu? Mày có lấy đây nè. Sao mẹ không thấy? Thì phải nhìn mới thấy chứ. Ủa sao quay vào qua mình rồi mà em á, mày nóng hay sao? Em ôm mèo. Nay không có tắm cho nó đó. Mấy bữa nó gì? Mấy nữa nữa bà hai đi. Nào con lẹ lẹ để mẹ còn bán hả? Nào. Cái gì? Ở đâu? Đây hả? Hả? Ở đây em có một cái này nè mấy chị. Cái hộp nè. Sao? Con muốn mở lấy cái tí xíu. Ví dụ mà mở lớn rồi cái giọng của cái tivi nó lớn hơn cái tiếng của mẹ. Rồi làm sao mà mấy cô nghe mẹ nói. Hợp lý không? Ồ. Tôi mà lên bánh xe 300 nha mấy chị. Tôi mà lên bánh xe 300. Tại bị mất cái vòng mà có con tỳ hưu của mẹ đâu rồi. Mẹ nói cái gì? Người mất. Nói, con nhờ mẹ con phải nói giọng yêu thương chứ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đưa giúp con cái đồ mất. 300 mấy chị, tôi mà lên bánh xe 300. Ai lấy lên em ở tour 300 nhá. Tour 300. Cái hộp này hả? Cái hộp vàng này 70.000 em ơi, hộp viên nè. Mình có thể cất giấu gì cất trong đây. Cất gì cất nha. Thấy chị không? Thấy mặt chị không?
Mà kia đâu rồi? Trời ơi em ơi. Nè, 70 ngàn. Nên cho chị mã vàng. Ủa? Không một ai hò hát gì với em luôn mấy chị. Đau lòng vậy. Ủa phải không con? Phải cái phải hôm bữa hình như là cái mặt dây chuyền đó là cũng là cái tim nè. Nó nằm ở đâu trời kỳ quá anh thấy. Ê trời ơi. Hồi nãy em bán cái vòng tay này cho mọi người 350 đúng không? Mà không ai mua, bây giờ em nhìn nè. Em nhìn nè mấy chị. Đây nè, vàng nè mấy chị. Vàng với kim tấm nè. Ô có khắc nè. À. Đây nè. Ơ vô mánh, vô mánh, vô mánh miếng này. Con miếng kim đeo cho nó may mắn với người ta. Không ai mua, giờ tăng lên. Không ai mua thì giờ tăng lên, tăng giá lên. Lúc nãy bán 350 chưa ai mua, giờ ai mua cái này em để cho mọi người 700. Tăng gấp đôi, tăng gấp đôi. Rồi sao? Hả? Bây giờ bán mua 350 không có bán. Hồi nãy không nhìn thấy. Nó có khắc tim với lại ký hiệu vàng. 100 ngàn lên mã thô, 100 ngàn lên mã thô, không bán, bán chăng 350 nữa, người ta đã phát hiện ra rồi, tôi bán 350 kỳ cục tẹo. Mắt chim ưng phối với lại 100 ngàn lên cho em mã chim ưng mấy chị, chim ưng 100. San hô nè. San hô đẹp đẹp không luôn. Trời ơi nhiều san hô quá. Nếu trai em bằng ôi san hô đẹp không mấy chị ơi. San hô nè mấy chị. Hai cho 200 ngàn một và một dây nha mấy chị. Còn cái dây đỏ này là họ bán cũng bán 200 luôn. Tại nó có một sợi vô à. San hô đợt hồi lúc mà dịch á, trời ơi bán sướng luôn mấy chị, giờ nó hơi bị ấy rồi. À, đợt dịch trước dịch à, lúc mà dịch đó bán một cái dây san hô này hả là 350 không có bán. Giờ cái gì mọi người chơi san hô không chơi nữa. Đó, 200 ít chơi chứ phải không chơi, không gặp khách chơi nữa. Nên bán với cái giá rẻ cho mọi người. Sợi san hô này nữa, sợi san hô này 500 nhé. Ờ, lấy cái khác lên like. Like cái khác đi, có thì trang sức thì nó chỉ có nhẫn vòng. Nhẫn vòng và dây chuỗi. Chứ em đòi chị chốt cái, em chốt hai cái sợi dây chai rồi giờ em kêu chị hả like cái gì cho em nữa. ai đây, chị có một sợi dây chai nữa nè. Chai này chai nhí nè Quyên Lê ơi. Nè. Đâu rồi ta? Ôi con ơi, con mở nhỏ lại một xíu con coi cái gì vậy? Bốn ly 49 nè. Akoya nha. Đó. Rồi, cái này lên mã 1 triệu. Quyên Lê chốt rồi lên mã 1 triệu. Mã 1 triệu. Ôi cái này xuất sắc lắm, nó nhỏ cưng lắm. Mã 1 triệu. 100. Quyên Lê. Ủa hồi nãy anh ngồi chứ Tịnh nói cái này là cái gì quên mất cái tên nó rồi. Quên mất cái tên nó nữa rồi. Trời ơi cái đầu óc của tôi. Chốt cho Quyên Lê. Em được 4 dây chai rồi đó. Đã chưa? Cái này là vòng pha lê phối với lại tourmaline nè mấy chị.
Nè. Đấy. Nè mấy viên tua nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pha lê phối với mấy viên tua. Em để mấy chị 70 nghìn thôi nha. 70, lên giúp em mã 70. Mã 70. Đâu rồi? Cái hộp mà để đựng cái vòng tay, không biết có con cái vòng tay của mẹ trong đó không ta? Ủa sao ướt nhem vậy trời? Hả? Ôi. Ủa? Không có trong đây rồi. Ôi. Đây mấy chị ơi, màu vàng đẹp quá mà. Anh ngồi suy tịnh đây, cái này là cái gì em quên rồi. Màu vàng 100. Ai lấy vàng thật anh vàng á mấy chị. Thấy không? Hay là đá 17, sao giống đá 17 nhỉ. 100 lên chứ em mã vàng 100. Vàng 100. Sơn thủy. Trời ơi đúng rồi. Không nhớ ra cái tên nó là gì. Đã hỏi nãy giờ mà không nhớ. Bệnh hết sức bệnh. Hậu Covid nữa, nhớ cả lúc Covid mình đâu có bị bệnh, đâu có bị dính Covid đâu mà sao giờ. Ai lấy giùm em cái này đi mấy chị. Ai lấy giùm em cái set xà cừ này với. Xà cừ đẹp không luôn nè. Nè. Một nè. Ơi. Hai nè. Hai. Ba nè. Bốn nè. Này đủ màu luôn á. Năm nè. Sáu nè. Bảy nè. Đẹp quá luôn. Tám nè. Chín nè. 10 nè. Đó mấy chị. Ai lấy giùm em cái set này 300 mấy chị ơi. 300. 300 mấy chị. Cái này nó là bầu ngư rồi nè. Bầu ngư mắc hơn là xà cừ. Này nó lên thành bầu ngư rồi. 300 mấy chị ơi. Set này 300 nha. Nếu chơi em bằng lòng. Mấy chị không muốn mua nữa thì thôi em xuống ngay nha. Em cho con em đi đánh răng tắm rửa luôn. Đi đánh răng rồi đi ngủ đây. Ơi. Đi đánh răng, đi đánh răng rồi coi tiếp, coi chút xíu rồi đi ngủ. Ai da đau quá nó dán vô cái mặt tôi trời. 300 nha mấy chị, 10 sợi xà cừ này siêu đẹp 300. Đó 300. Không ai mua gì cho em hết nữa hả? Trời ơi. Hạnh anh đen 10 ly nè. Nốt cái này rồi nghỉ. Hạnh anh đen 10 ly. Đẹp quá mấy chị. Rồi bán tặng cái này cho mọi người là 200 ngàn luôn. Lên cho em mã 200 luôn. Cái này đưa cho Liên Huyền luôn. Nếu trai em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nha. Ngày mai hẹn gặp lại mấy chị ngày mai nha. Tháng tới chưa, ngày mai ngày mùng 10, ngày mùng mấy, ngày mùng 10 này bà gì bà đi, bà có thể sao bà đi Mỹ á, giờ phải lại nhà bà nữa, coi cho bà mấy tháng trời nữa, khổ thân con bé, bé thế mà khổ gì nó ham ăn. Ai có đơn thì ngày mai em chốt đơn rồi chuyển khoản cho em nha mấy chị. Dạo này em cũng cần tiền lắm.
Đâu nè, mới đóng tiền học cho Phú hả? Hơn 2 triệu. Nè, đây là mới có một tờ hóa đơn là đã 1.198.000 đầu tháng 10, thấy không? Là chưa, còn một tờ nữa. Còn tiền đóng cơ sở hạ tầng rồi gì nữa. Tiền không thêm thằng anh nữa. Có đầu tháng là tiền không mấy anh chị. Ây da, con gì nó chít đít. Tiền không à. Hả, gì con? Có ai dụ giúp được gì đâu mà. Ô, Thạch Anh tím mà có khác con gì nè, mới nhìn thấy luôn á. Thạch tím với Thạch Anh trắng. Cứ một tháng là chưa tính tiền sữa là mình đem theo á em. Trường công á chứ phải trường tư đâu. Đóng tiền còn hơn gì nữa. Nói trường tư á, đóng tiền á hả, nhiều còn đỡ. Trường công này, trường công mà đóng tiền nhiều, đóng tiền ngang ngửa với trường tư luôn. Trong khi nói trường tư á em à, còn được coi hả, camera quan sát con mình á hả, làm gì. Còn trường công đâu có đâu. Anh lấy dây xà cừ khúc. Anh lấy dây xà cừ khúc. Rồi anh lấy hết nguyên combo này cho em đi. Khúc là cái nào khúc đó, nó đẹp lắm, có 300.000 à, lấy hết đi, nó đẹp, cái nào cũng đẹp hết đó. Xuất sắc không à, nè lấy luôn đi, mai em gửi luôn nè, lấy hết luôn đi, tính anh 280 thôi. Bớt cho anh 20. Lấy cho con bé luôn đi. 280. Bé kiếm tiền mua cho con bé thằng nhỏ rất xa. Cái gì vậy? Bấm gì vậy? Coi cái mặt của thằng nhỏ nè. Đưa cái mặt đây coi. Ê xì. Cá mập tu 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 tu. Con cá mập bơ xuống nước biết nói. Lấy nguyên một set đi. Lấy một set đi. Lấy dây xà cừ khúc. Màu gì anh ơi? 30.000. Cái anh lấy cái này quá. Cái nào cũng là khúc khúc á, anh nói cái nào đâu em cũng không biết luôn. Cái nào cũng khúc mà. Cái gì? Nói cái gì? Cá mập bơ biết nói á. Con cá mập biết nói, biết múa, biết hát. Nào. Không phải, cá mập nói là ông nói gì à. Phải không? Bảy bị ở ngoài cá mập đúng không? Nói nè. Cá mập bơi nói. Con cá mập bơi dưới nước biết nói. Cũng không hiểu con nói cái gì. Ok vậy. Thì cho anh lấy cái nào, màu trắng hay màu gì? Nào. Bực bực cơm mày khó làm, mày cho đi ngủ đó nha. Mày ngồi ở đây mày nóng lắm rồi á. Có cây quạt mà con cũng gần nữa. Nào. Mày phải không? Con coi cái nào để mà nó gọi là gì biết không? Nó bổ ích phát triển trí óc, đừng có coi. Mày hót ra đi, mày hót ra con coi nào. Đấy.
Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Gì? Ừ. Trắng nâu. Trắng. Nâu. Trắng với nâu. Này đúng không anh? Thôi 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 được rồi, mẹ tắt nè. Đừng có gào lên như vậy. Đừng có gào lên như thế. Đừng có gào lên như thế, quen cái miệng. Đưa đây mẹ. Thôi nào nào, mẹ thoát like rồi nè. Đừng có gào lên như thế. Em cảm ơn mấy anh chị đã... Nói gì cho nó an toàn? Lúc nào nó mà bảo là nói cho an toàn. Biết rồi, nhưng mà mẹ nói nè, là con muốn coi cái gì, con cá mập đó nó màu gì để mẹ biết. Con cá mập màu xanh da trời. Nó xanh da trời. Và nó nói cái gì? Nó nói nè, ta là bơ xuống với ta ăn mấy con vật. Ok. Con cá mập. Chị Google cũng mệt với con lắm. Con cá mập màu xanh da trời bơi xuống nước và nói ta ăn các loại động vật nhỏ hơn ta, ha ha ha. Chị Google mệt mỏi hai con mình luôn. Màu nữa đang đi trên đường. Anh ơi, hai cái này phải không anh? Phải không anh ơi? Phải thì đồng ý ok cho em nha. Ngồi trí tỉnh. Thế không được rồi con ơi. Trắng này, ok. Nâu này, ok. Sao nó không lên đâu. Thôi coi cái khác đi. Con cá sấu đi. Cái này phải không? Bing bong. Hay là cái này? Hay là cái nào? Ok, cái này cũng đẹp nữa nè, lấy luôn đi. Đây nè, màu đỏ nè. Con cá mập biết nói màu xanh da trời. Làm ơn. Làm ơn đi con ơi. Nào. Mẹ còn chưa hiểu con coi cái đó là cái gì nữa. Thôi, con tự bấm đi. Bấm lúc nào? Tôi chỉ lúc coi. Nâu vuông. Đây. Trắng này với nâu này. Ok chưa? Trắng này với nâu này, ok. Còn mới này bỏ ra. Đây đúng không? Anh ơi, đúng rồi, ok em nha. Em bán xong này. Hai dây này đúng không? Dây này đẹp hơn nè. Dây này đẹp hơn. Tắt, đi ngủ. Vậy thì có cái gì thì coi cái đó, không có phiền mẹ. Bấm tùm bậy tùm bạ. Bây giờ không có thì mình coi cái khác. Đúng rồi. Trắng này với nâu này. Nâu này hay nâu này. Mình lấy cái gì? Coi cái khác đi con. Hả? Coi mèo chuột nha. Hả? Hay là coi Seven Head. Xuyên nhận. Nhận lên. Cái nào? Hót rồi đó. Hết rồi. Nhanh. Nhanh lên. Rồi bán canh luôn đi rồi. Mệt quá. Xong. Rồi em chào mấy chị, em đi đây. Đi ngủ. Kêu bấm, kêu coi thì không coi. Đi ngủ. Cái nào? Nhanh lên. Quá là quay trời.
không coi thôi, không có ấy nữa. Bye 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 mọi người nha. Đây là cái gì vậy? Đi vậy, đi cho đi ngủ chứ đừng có bắt người ta bấm hoài vậy. Đúng rồi, cứ bắt mày bấm hoài, bấm hoài. Bye bye mọi người nha, hẹn mấy chị ngày mai gặp lại nha mấy chị ơi, mấy anh mấy chị ơi, em cảm ơn mọi người nha.